Ok và hello xin chào tất cả các bạn. Nãy là mình Nhân BB đây và mình xin chúc tất cả anh em một ngày mới thật là nhiều vui vẻ nha các bạn ơi. Hi. Yeah. Rồi và ngày hôm nay thì Nhân sẽ hóa thân thành một anh chàng người quen đích thực. Mà anh chàng người quen này là cực kỳ giỏi bắn cung luôn anh em ơi. Anh em nhìn thì biết trên tay vũ khí của anh ấy là một cây cung. Lần này chúng ta sẽ đấu cung với team bạn anh em ạ. Mà cung chúng ta có rất nhiều cái lân cấp 2 luôn các bạn nha. Và các bạn ơi, trước khi xem xong cái clip này, các bạn đừng quên để lại cho một xin một like và một đăng ký kênh để giúp mình có động lực ra nhiều clip hơn nha. Bây giờ mình sẽ thám hiểm xem kẻ địch à đồng đây với chỉ là level 1 anh em ạ. Bây giờ mình sẽ tập bắn anh em nha. Chúng ta sẽ tập bắn. Ôi cái gì đây? Cái gì đây anh ơi? Cái gì đây? Chúng ta sẽ tập bắn anh em nha. Đó, chúng ta bắn kiểu gì thì bạn. Ui, Nhân chơi người que đã chiến với này sự tích của ba nhiều. Bây giờ Nhân chơi đỉnh quá anh em ơi, bắn vào nào toang qua đó luôn. Lần này mũi tên của chúng ta đã được nâng cấp một cái cung mới, một cái tên mới anh em ơi. Bụp. Ui giời ơi, cái này mạnh anh em nha. Nhưng đây chỉ là đấu với bõ thôi, tí nữa Nhân sẽ đi đấu với người. Đây mình tập, mình kiểu như là mình đang làm quen cái cách chơi anh em nha. Đó, có hai mũi tên mới này. Rồi ôi, đỉnh của đỉnh luôn. Bây giờ chúng ta chắc là phải đi rèn tên à. Binh khí, đây là binh khí cung của mình em nha. Ui, đây là mũi tên của mình em nha. Đây có rất nhiều loại mũi tên đây này. Ui, tên lửa này, tên xương rồng. Ui, cái tên xương rồng này mà bắn vào người ai thì người đó đi luôn anh em nha. Tên này là tên bạc này. Tên này là tên lồi. Ví dụ cái lồi này mà vào người thì mình đi luôn anh em nha. Mình có các loại đá chắn này. Ok nha, thôi rồi, bình tĩnh anh em nha. Bây giờ mình chưa có một tí tiền nào nha. Bây giờ mình muốn ra ngoài anh em ơi. Mình phải đi chiến để mình kiếm tiền anh em nha. Đây đây đây, chiến ở đây. Trời ơi, anh bình tĩnh. Bây giờ mình sẽ đi đấu các bạn nha. Ui, đây đây, có mũi tên. Đây đây anh em nha. À, bây giờ mình muốn mang cái mũi tên nào vào thì đây đây, mình muốn mang cái mũi tên này vào đây. Đây, tên đây. Đây đây, oh yeah. Thích mang mũi tên nào vào có thể mang được mũi tên đó. À không, chỉ làm những mũi tên nào mình mở khóa rồi mình mới được mang vào thôi. Tưởng thích mang mũi tên nào thì mang được, có mà mình chơi luôn. Ui, được 500 nha. Ok, tên mình sẽ đặt là Nhân BB. À, nó không có dấu anh em ạ. Nhân BB. Ok rồi, lần này chúng ta sẽ đi đấu online. Và các bạn đừng quên nha, thấy hay video này hay đừng quên để lại cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh nha. Rồi, lần này đối thủ của mình là ai đây anh em? Ha, Nhân BB đâu có ngán thần thành phần nào đâu nha ơi. Nhân BB chơi cực kỳ phê luôn. Trời ơi, tìm đối thủ lâu quá. Một thanh niên cũng màu đen giống như anh em ơi. À, hắn cũng mang tên giống như anh em nha. Nhưng mà tên này là một tên Liku Belly anh em ơi. Tên này tên Liku Belly anh em ạ. À, Nhân BB đối với Liku Belly. Đây là hắn. Ui, hắn bắn ra một mũi tên lửa. Bạn thì kinh rồi. Trời ơi, một mũi tên lửa kinh dị đấy. Bây giờ đến là mình. Nào, khởi động đi, khởi động đi, khởi động đi. Mình chơi nó đi. Nào, bắn cẩn thận nha anh em. Để mình. Bạn ơi, mình xin cái tuổi bạn ơi. Đấy, từ ra. Bạn ơi. Ui, mình bắn không trúng ý em ạ. Ui, khó. Khó nha, khó nha. Đấy, bây giờ chúng ta không có tầm nhìn nữa. Chúng ta sẽ bắn rất khó. Bình tĩnh nha, mình sẽ phải bắn rụng cái con này đã. À, ui giời, ui. Cái gì đấy? Anh ơi, anh kinh rồi, bạn đi kinh rồi. Rồi rồi, đã đi rồi. Giờ này mình đã có cái tầm ngắm ở đây rồi anh em ơi. Bạn ơi, what, cái tầm ngắm khân que thì mình bắn đúng tầm ngắm. Nó cười vào mặt mình em ạ. Cười vào mặt mình à. Bạn đi kinh ơi, bạn đi kinh rồi. Mình đeo kính ra mà cho nó sợ. Ui. Chết rồi. Không ổn anh em ơi. Lần này thì hắn đã bắn chúng mình anh em nha. Mình bật cái tầm nhìn nó xem nào. Rồi, khó nha, khó nha, khó nha. Cái tầm bắn này mình đã căng chuẩn thế này mà không trúng thế nào. Mình cay nó rồi nha, trúng không? Rồi, nửa mình em ơi. Nửa mình, đừng bắn trúng nữa. Bây giờ mình sẽ phải bắn thấp xuống một tí để mới trúng được hắn nha. Mình xem nào. Ui, nó rút mũi tên khác rồi. Mũi tên này của hắn thế này, mũi tên xương rồng anh em ơi. Nó cạnh mình bắn gà, nó bắt nạt mình đây. Rồi, chú cũng. Ui, má xương rồng gì mà vẫn bị vậy. Kinh thực sự đấy. Rồi rồi, cứu tôi, cứu tôi. Ôi, tôi chết rồi. Ôi, trời ơi, nở tay. Lần đầu chơi hơi bị ngáo. Được rồi, đừng có mà tự kêu. Bạn đừng có mà tự kêu. Đừng trúng. Má, cái xương đồng này nó có thể bật nài được. Mình vẫn bị mất máu. What, thua rồi. Trời ơi, mình thua, mình không phải bắn trúng hắn chứ. Mình chơi công lửa với bạn luôn. Đây, nó là như vậy cơ mà. Tại sao, tại sao.
tại sao? Rồi, trải qua hôm nay sao nó có bị đẩy lên trên anh em à? Ôi xong rồi, xong rồi, xong rồi, nhưng mà mình vẫn ra đi anh em ơi, nó chơi cung sừng rồng thế này. No, đậu xanh bạn ơi, bạn gặp mình tí nữa. Thôi xong, lần này mình đã bị thua trận anh em ơi, ván đầu tiên đã bị thua trận rồi. Thể hiện cái trình độ cay thực sự anh em, like hết cho mình đi. Rồi, bạn này kinh rồi, mình chịu thua bạn rồi, nó lấy được tiền của mình rồi anh em ạ. Đừng vội mừng, nhân bây giờ, nhân mới chơi ván đầu tiên thua là điều bình thường. Trời ơi. Chúng ta có thể tạo click này, chúng ta có thể chơi cùng nhau nha, vì đây là game online anh em nha. Rồi, đâu rồi, tên này tên khác anh em, tên này là F4 NT4ST anh em ạ. Rồi, đấu với nhân BB. Rồi, cái này là nghề của mình rồi, đúng không? Mình vừa đấu tập ở trong cái này đúng không? Bình tĩnh nha, đến được mình à, đến được mình à. Rồi, ok. Chiến đi. Nói, bắn không có tâm gì à? Không có tâm gì, bắn sao sao được. Thôi được rồi, bắn bừa đi. Ui. What? Bắn bừa đi, chúng chết tao luôn. Ui, nhưng mà hắn chơi cung lửa anh em ơi. Kinh, nó sợ mình chưa, nó sợ mình chưa. Bắn bừa đi chúng, nhưng mà mình lại không dùng tên anh em ơi. Được rồi. À, hắn không trúng mình, được rồi, vậy là mình có lợi thế đấy nha anh em nha, vậy là mình có lợi thế đấy nha. Mình muốn mang cái tên nửa này đi. Đó. Lần này xem nào. Được rồi, đây rồi. Đây rồi, tên nửa. Ui. Má, tên nửa nó là cái nào chắn. Cay thực sự luôn. Nó không bị mất máu anh em ạ. Bắn đi. Ui, nó bắn trúng cái con gì anh em ạ. Được rồi. Không biết nó có con nào chắn không anh em ơi, mình phải xem thông tin nó như thế nào. À, nó có là chắn anh em nha. Căng thế nhỉ. Bắt buộc mình phải dùng tên nửa rồi. Cao lên một tí sẽ trúng đầu nó. Ui. Trời ơi, gần trúng đầu nó. Nó vẫn chưa bắn trúng mình em nha. Nó 41 máu, mình 55 máu. Nhưng mà nó bắn trúng. Ui, chưa bạn ơi. Bạn ơi, cho mình xin cái tuổi đi. Được rồi. Để mình, lần này mình sẽ cố gắng nha. Mình sẽ... đây đây đây, bắn đúng cái tâm này của nó xem nào, có trúng không nha. Trúng đầu đây. Ui mà sượt đâu. Thôi chết rồi, hắn chơi vũ khí mới thôi, chơi tên mới, tên này nguy hiểm này. Đấy, may quá mình không bị sao anh em ơi. Bạn đừng nghĩ bạn có thể thắng được mình. Mình tên nửa mình đã hết rồi, mình phải chơi cái tên này thôi. Được rồi bạn ơi, bạn đừng nghĩ bạn có thể thắng được mình. Mình sẽ chơi cái tên này, mình sẽ bắn cao lên một tí như thế này. Đây, bắn vào người. Ui, không được này, khó phết nhỉ. Khá quá. Ui, cái tên đầu tiên bắn trúng đầu hắn, mấy cái tên sau không bắn được này. Mình sẽ cố gắng hạ gục tên này thôi. Tên đầu tiên mình đã thua sắp bằng mũi rồi. Ui giờ anh ơi, còn non lắm, bạn ấy còn non lắm. Căng thế nhỉ. Từ từ anh em ơi, làm lại nha. Thấp xuống một tí, thấp xuống một tí thôi là mình sẽ ăn được. Rồi. Ui. Cái đấy nó kiểu nó lừa mình sao ấy. Mình đặt trúng như thế rồi mà không trúng anh em ơi. Rồi trời ơi, nó bắn mũi tên thật của nó rồi. Mình mất hết tên ngon rồi. Ui. Chưa bạn ơi. Mình phải lấy cái mũi tên thường này anh em ạ. Chứ đừng để cái tên này mình sẽ bị mất hết cái mũi tên ngon mất. Ui, tên thường thôi. Xem tình hình thế nào. Đây. Rồi. Biết rồi, biết rồi, xuống một tí. Xuống một tí nữa, nó còn 27 máu nữa thôi. Cố lên nào, nhưng mà mình đang hiện tại mình đang bị mất cái tên nha. Bây giờ mình mà có cái tên nữa thì nó chết nhà rồi, làm sao. Ui, nó câu quá. Nó bắn bổng lên trời anh em ơi, nguy hiểm đấy này. Thanh niên này có vẻ trình cao đấy. Đừng, 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 đừng. Bạn đi kinh rồi. Bạn đi kinh rồi. Mình lại sợ bạn quá đấy. Được rồi nào, làm lại nào. Chúng ta sẽ làm được nha. Bạn đi kinh rồi. Bạn đi kinh rồi. Ui giời ơi, cho mình xin cái tuổi luôn, còn 11 máu anh em nha. Tên mình chọn cái tên ngon, nó không đủ tuổi đâu. Tên xương rồng à, tên xương rồng này. Lúc nãy mình vừa bị thanh niên, bây giờ mình biết cái tầm bắn rồi, bạn sẽ không thoát được đâu bạn ơi. Cái tầm bắn nó phải xuống xuống một tí thế này. Bạn cho mình xin cái tuổi. Vẫn được à, cái tên đấy chỉ cần chúng nó chắn thôi, điện nó vẫn từ trên trời xuống nha. Đấy nó gọi tên xét. Ui, có nhiều cái tên VIP hơn cái tên đấy nữa cơ. Ảo thực sự luôn. Rồi, bạn làm cái trò gì bạn làm đi. Làm cái trò mèo gì bạn làm đi. Bạn bắn chúng mình được mỗi một phát thôi. Bây giờ thì tôi sẽ cho bạn biết thế nào là lễ độ chỉ còn một cái tên xương rồng nữa thôi.
mình sẽ sử dụng cái tên xương rồng này. Anh em xem mình bắn cái tên xương rồng ở đây. Ui, chúng cái con ruồi này, trời ơi, lùi ra để anh thể hiện này. PS à, Oppo à, trời ơi, bạn này, bạn cho mình xin cái tuổi đi. Mình sẽ gục nó nha anh em nha. Mình biết cái tầm rồi nhưng mà mình muốn thể hiện. Ôi, trượt. Mình muốn thể hiện trình cho anh em xem. Rồi, còn mỗi cái tên thường nữa thôi. Ăn đi. Ui, nhục thực sự anh em ạ. À, trận đấu này nhây thực sự luôn. Mình có cơ hội mình hạ gục được hắn mà mình vẫn không hạ gục. À, được rồi. Còn quyết định. Rồi. Hết vị. Chiến thắng. Yes. Rồi ôi, khó phết anh em ạ. Em trình cao. Rồi, đưa tiền của bạn đây cho mình. 25 tiền có cả hộp quà anh em ơi. Rồi, ngon. Yeah. Ok các bạn nha, cảm ơn các bạn đã xem clip của Nhân BB. Anh em thấy cái game này có phê không? Anh em đừng quên để lại cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh nha, giúp mình có động lực tăng nhiều clip hơn nha, cho anh em xem nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của Nhân BB nha. Bạn thua rồi, bạn là người thua cuộc rồi. Nhớ like đăng ký kênh sao nha. Chào mọi người, khó biết, cái thực sự luôn.